cầu thì nó cong nhanh lắm không? Chết mà em quá à. 2.300 trời ơi. Như cái hồ này mỗi lần mỗi cử là ba ăn 11 bao. 11 bao ăn cử ăn ngày 2 cử hả? Ừ. Ăn là ăn nhẹ đó nha. À, nó biết rồi. Tại ghế ăn lên mà, tại ghế mốt với hai không mà. Bài. Mấy rồi mà, nó ăn đủ nó ăn nữa. Vậy hỏi một. Bài. Ăn một hả? Quay phim. Quay phim cho đại dịch. Đại dịch đâu mà đại dịch. Đại dịch nhắn đó. Má nó nhảy. Không ngoại ý hả kì? Má nó vậy văng nước lên lùm lum. Cái hầm trước ăn rồi nó giữ á, hầm trước ăn bạo, hầm trước ăn giữ, chuẩn bị cho ăn hầm trước rồi. Hầm lại đi cắt lưỡi ngoài nè. Cưới thằng chụp nè. Cắt cử là đói nó phải quậy dữ chứ. Nó không nói ăn vậy á. Hồi mẹ ăn hủ. Cắt cử chứ cắt chừng 2-3 ngày em đi ra thôi nó nhảy nữa. Cá là thấy nó sợ còn cá thấy người mừng. Đồ ăn mà. Giáp luôn á, gãi từ đó hay gãi giáp rồi đó. Luôn. À đi vòng vòng chứ gãi chỗ rồi nó đâu có gãi đâu đủ nè. Ăn tại nước mà giờ này rồi. Bây giờ con cá là nằm chỗ nào chỗ đó thôi, đâu đi được xa nữa đâu. Này cái hồ cá lóc đang thu hoạch nè các anh chị, có hai cái lưới ở trong giữa là ngờ đó dồn cá lại phía ngoài này thả cá, còn như mình những cái cao con cá sót thôi nè. Đó anh em một súng đó đang vớt cá lên, có lựa cá rồi cân cá. Cân cá xong đổ vô bao. Xong rồi xe honda nó chở ra ngoài đường lớn, đổ lên xe tải. Cá lóc ngoài rất là khỏe. Đổ vô bao, chở đi. Rồi kia mà nó, mình đi một xíu mình ra vô xe tải, mình coi đổ cá lên như thế nào nha. Có gì không cá lóc. Tùy theo chơi chỗ bắt. Ủa, thôi Việt Nam thôi, Việt Nam còn nước thôi chứ. Tùy theo Việt Nam như là lát giờ thì bắt cá từ 4 chấm trở lên, lát kia 3 chấm, 2 chấm gì đó. Thôi Việt Nam thôi chứ mấy kia thôi. Không có thực sự á. Thôi chơi với cái gì đâu. Trời, chưa vô nữa trời. Không, chạy với tìm tiền, chạy với tìm tiền, chạy với tìm tiền, chạy với tìm tiền, vô đâu. Cái nào đó đá thật đền chừng Việt Nam ăn luôn á. Thì mới nói nó cà thật đền ăn nữa năm trước đàn qua ta cũng thật đền đó. Bữa nay nó chụp hay lắm. Đó là. Con nào được ký rưỡi người ta. Sáng cân 10 con có 10 ký cá bự bự mà con có 1 ký. Có 1 ký 2 ký 3 vậy. Cá nằm nhồi lắm. Già làm cây tơ 7 món cho mấy anh kìa. Cây tơ 7 món. Không ai anh leo lên anh nằm đi mới đẹp đó. Thằng tiếng cá. Tôi quay bài dịch đó ra bên mạng cho luôn. Chắc có quay rồi chứ vậy. Cá này là nhỏ phải không? Ê, tao ơi. Cái con đó là đặt cả nhiêu? Cân phải coi được nhiêu. Ký hả? À? Con kia là bự hơn phải không? Con này ký mốt. Ký mốt hả? Ký mốt luôn. Người chở cá. Yeah.
là đụng cái khung cái vô đầu hả mày. Từ từ, cá là đâu có xài khung, xài giò không à. Đi kìa, đi vô con. Gây yêu gì. Cá nó nhỏ thôi mà cô có lớn với mỡ tôi hoài cho chú cô. Hôm nay mấy bạn này về sớm vậy ta? Gì? Mấy giờ vậy? Mấy giờ đi? Sáu giờ mới đi hả? Sáng nay nó ra vậy cho rồi tôi cá nó bắt cá nướng nó nhậu. Các chị mới. Mấy chú cháu thì bán thùng đó, thùng không đó. Đó, chỉ bán nhiều đó, bán 5 triệu. Thùng giấy á, dễ thương lắm. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Thùng đó, nó muối. Người ta nói kìa, có 3 trái ớt rồi. Chưa được. Ớt đâu hết rồi. Có 3 trái. Đưa xe phóng đổ đi. Không có gớm. Vô vô muốn làm miếng đi rồi há quay nữa. Quay không ơi. Cũng cầm con cá lên đây. Đâu quay ơi. Cái gì hả? Ừ. Cầm hai cá vô vô. Cầm hai cá. Đó, cầm tấm gà. Cầm theo dính rồi. Dán cây, dán cây. Dán cây. Đó. Đó. Chết trời cũng quá quăng chỉ ghê. Đâu? Ủa, đổ rồi.
Cá ra cái ông gì chạy ra xe tải. Thông cá nó khỏe, chở cá giống chở lúa. Chở cá, cá vô bao chở. Đầu tiên mới thấy chở cá giống chở lúa. Cột lại à, không còn, không còn lại là nó tung nóc à. Kệ đó. Cho mượn ghe đó coi. Không mà mượn nguyên ghe luôn. Cầm chui dưới đó rồi ngóc lên kìa, đó đó. À, nhớt quá trời ha. Còn sót không? Cũng nuột đủ rồi, cộng hai nuột rồi hả? Mình làm dấu cái nhỏ. À. Hai thùng đó là nhỏ.